Campuchia sẽ làm lễ động thổ kênh đào Phù Nam Techo vào ngày 5 tháng 8. Trên thực tế, hoạt động thi công đã được xúc tiến từ nhiều ngày qua, với nhiều máy xúc, máy ủi tham gia vào công việc giải phóng mặt bằng, đào đất, dọn dẹp. Kênh đào Phù Nam Techo với chi phí ước tính là 1,7 tỷ đô la Mỹ. Kéo dài khoảng 180 km, chỉ kém kênh đào Suez hơn 10 km. Con kênh này đi qua 4 tỉnh của Campuchia, gồm Kandan, Ta Keo, Kampot và đổ ra vịnh Thái Lan ở Kép, một tỉnh ven biển. Hình ảnh chụp ngày 9 tháng 7 cho thấy trẻ em chơi đùa gần công trường xây dựng. Các hình chụp còn cho thấy công nhân đang sử dụng nhiều máy xúc để đào dọc kênh Tà Keo hiện hữu, nối vào sông Mekong ở tỉnh Kandan. Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết kênh đào Phù Nam Techo có chiều rộng 100 m ở thượng nguồn, 80 m ở hạ nguồn và độ sâu là 5,4 m. Thời gian thi công được ước tính là khoảng 4 năm. Ông Hun Manet khẳng định kênh đào Phù Nam Techo sẽ mang lại lợi ích cho khoảng 1,6 triệu người sống dọc theo kênh và tạo ra nhiều lợi ích khác cho sự phát triển quốc gia. Trong thời gian qua, có nhiều thông tin cho rằng Trung Quốc đầu tư vào siêu dự án này của Campuchia. Tuy nhiên, báo Khmer Times vào ngày 20 tháng 5 dẫn lời cựu Thủ tướng Hun Sen tuyên bố dự án này hoàn toàn không liên quan gì đến sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc. Dự án 100% do Campuchia khởi xướng. Campuchia luôn bác bỏ thông tin cho rằng họ vay tiền từ Trung Quốc để xây kênh đào, thay vào đó cho biết con kênh được xây dựng theo cơ chế đối tác công tư, không theo khuôn khổ khoản nợ nào từ các đối tác phát triển. Hiện tại, phía Việt Nam vẫn đang hết sức quan ngại về những tác động tiềm tàng của dự án tới vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong khi đó, ông Hun Sen và Thủ tướng Hun Manet luôn khẳng định kênh đào Phù Nam Techo sẽ không có tác động đến dòng chảy của sông Mekong vì không kết nối trực tiếp với sông Mekong mà là dòng sông Ba Sắc, con sông khi chảy vào Việt Nam được gọi là sông Hậu. Campuchia đã ấn định ngày động thổ dự án vào ngày 5 tháng 8, cũng là ngày sinh nhật lần thứ 72 của cựu Thủ tướng Hun Sen. Chính quyền thủ đô Phnom Penh đã kêu gọi người dân trên cả nước đánh trống ăn mừng sự kiện lịch sử vào lúc 9h09 ngày 5 tháng 8. Một buổi hòa nhạc và bắn pháo hoa cũng sẽ được tổ chức tại cồn Kobit trên sông Mekong ở thủ đô Phnom Penh.